Quán cà ri Việt của chị Huỳnh Thị Tuyết Hoa ở Bạc Liêu đã mở bán được gần 40 năm, thu hút nhiều người đến ăn. Chị Hoa cho biết, công thức là do chị kế thừa bí quyết nấu từ mẹ chồng. Cà ri Việt ăn cùng với hủ tiếu tươi, bánh mì và quẩy. Mỗi ngày, quán bán được khoảng 300 phần, giá dao động từ 50 cho đến 65 ngàn đồng mỗi phần. Mới nhất gia truyền từ bà vợ chồng chế để lại cho mấy chị em. Con vịt đó, đầu tiên là mình phải làm trước. Cái 1 giờ là chứ phải nấu đi nhớt ra. Để sáng cỡ 3 giờ mấy là mình phải bỏ vô mình nấu lại. Bắt đầu mình đẩy ra bán. Vịt trời rồng thì em ăn anh có cảm giác nó hơi dai, sẽ có vị béo hơn, không có mùi hôi. Cứ đặc trưng là có mùi thơm của cà ri vịt Huế. Đồ gai, đồ hạt điều, đồ em thấy làm nhất trai. Mình để riêng, mình chỉ nêm vô ít gia vị như vậy thôi. Sáng ra cho nó thấm hết, cháy vớt lên trên, phân ra những cái loại nhỏ để cho thịt nó nấu. Thịt nguội á, ăn thì nó không có ngon bằng. Rau giá, quế, mò gai, chấm với muối. Đặc biệt quán chế á, là muối chế sẽ rang, là bằng muối hột, ớt, trộn vô, bỏ lên keo, hấp ăn nhiêu múc nhiêu. Vừa ăn, nó hợp khẩu vị của mình. Thịt vịt đó, nó rất là dày, nó không có bị bở. Còn là em ăn buổi sáng, giá thì em thấy cũng hợp túi tiền của mình. Cũng là khách quen ở đây 7-8 năm rồi, bên Mỹ. Mỗi lần về đây là tôi cũng ghé vô quán này ăn. Giá cả cũng vừa, không có mắc, không có rẻ.